Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày 6 tháng 6. Tài xế lái chiếc xe tải loại 4 giò, chở những tấm đá chạy trên quốc lộ một theo hướng bắc vào nam, đến đoạn gần cầu Phú Sung, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam thì đâm vào giải phân cách giữa. Vụ tai nạn khiến trục bánh xe trước gãy sập, dầu nhớt vương vãi. Những tấm đá theo quán tính đổ tới phía trước, làm bung cabin và thùng xe. Nhiều tấm đá còn rớt ra ngoài, chắn ngang quốc lộ một khiến xe cộ qua lại khó khăn kẹt cứng nhiều cây số cả hai hướng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Thuận huy động tối đa lực lượng và phương tiện đến giải tỏa hiện trường, phân luồng giao thông. Ngoài ra, lực lượng thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận cũng tăng cường điều tiết giao thông. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, xe ủi dọn dẹp xong phần đá rớt chắn ngang quốc lộ 1, xe cổ mới đi lại được. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng làm rõ. Rất may tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ.